Hello，Hello，hello。 đúng là ombre nha, design không cắt sơ sơ cho nó đẹp hơn. Đắp màu hồng cái ngón nó nhỏ quá cho nên để cái cọ nghiêng qua đẩy bột lên sẽ kia đi cầu. Ok, luôn đặt cho nó nằm kia đi cầu xuống, tém bột hai bên vô, tém vô đừng có giúp ở giữa nha, không thiếu nữa. Tém hai bên giữ cái xếp 50, cái cọ này đặt 50 ở trong 50 ở ngoài. Đây thiếu xíu màu cho vô. Ok, cái ngón này thì làm bỏ glitter. Trước khi bỏ glitter cho miếng clear lên, bỏ cái cuticle. Mình làm như nó khó bị lít. Ok, glitter là em xài của ATN BB, cái màu BB31. Ok, glitter lấy một cục để lên. Rút xuống. Ừ, giữ cái xếp nó rồi. Ừ. Ở đây thiếu xíu nè, khi nó rồi. Lấy miếng glitter chứ. Ừ. Rồi mình phủ lên một lớp crystal clear nha. Đập đập cái cuticle cho nó nằm xuống, tém gọn hai bên hông vô. Tém gọn hai bên hông giữ cái xếp. Em gọn vô. Cái nhóm này mình làm mà ôm quay bóp là được. Lấy miếng bột là xíu, bỏ lên 70% cái móng, đợi 3 giây thêm bột vô, thêm bột vô.
Ok, đặt ở đây cho nó sát xuống nha, càng sát càng tốt. Đến vô bột còn chảy. Đó, càng sát càng tốt. Rồi, bột nó khô khô xíu, nó nhìn nó mờ mờ xíu, mình vuốt. Vuốt nó là nó đẹp, nó không có bị mất màu. Giữ xếp hai bên. Giữ xếp. Hai bro, hai Nguyễn Điệp. Thấy không? Ok. Giờ mình làm ống quay nha. Mấy anh chị mà ai mà mới biết làm mới, mình làm hai cục nó sẽ dễ hơn. Ok, lấy sẽ bỏ luôn ngay cái lần này nè. Chút xuống. Chút xuống. Chút xuống. Đó, khi mà thấy nó đẹp rồi, ồ chết, dính cục lia đỏ đây. Khi mà thấy nó đẹp rồi anh chị đừng có vuốt nữa nha. Đấy, bị dính cục lia đỏ đây, nó móc nó ra. Ok, cục thứ hai. Anh đổ cái tờ giấy nha. Mặt giấy dính lia đỏ quá trời. Rồi, cục thứ hai. Giống như phiêu vậy thôi. Bỏ sát Kiriko. Nó vú xuống. Vú xuống. Nè, chảy hai bên hông nè. Linh nhẹ cái gọn cái. Đập cho cái kia cầu nó nằm sát xuống. Lên hai bên hông cho sạch sẽ nha. Ok, mình chỉ cần lấy một xíu ly. Không cần khô bờ hết móng nha. Bỏ ngay điểm nối này là ok rồi. Khoảng chừng 60% hoặc 70% cái móng đổ xuống. Không cần khô vỡ nguyên cái móng đâu. Ok. Rồi quả ngón này làm ombre với lại clear. Lấy xíu bột thôi. Vừa đủ. Bỏ cái Kiriko. Đẩy sát lên. Kéo xuống. Đập cái kia đi cầu nằm xuống xuống. Ừ. Dưới đây mỏng thôi, giờ mình bỏ glitter nè, mình kéo ngược lên lại. Okay. Bây giờ mình bỏ lớp crystal clear lên. Rồi cũng khô vờ nguyên móng nha. Ok. Rồi hồi nãy mình đắp cái màu hồng nó mỏng. Tiêu xuống con. Tém hai bên vô giữ xếp. Tém hai bên vô giữ xếp. Giữ xếp.
cỏ là 50 trong 50 ngoài này. Okay. Nè, tôi đang ở West Virginia sắp tới rồi. Ủa vậy hả? Mất cái xuống này sai à? Chờ bận lâu, nay mai hẹn chứ. Rồi món này mình làm hôm rồi lên làm tay kìa. Cắt cho nó da, nhìn thấy ghê quá. Bỏ miếng ly quỳnh lên. Bảy mươi trăm móng nha. Thêm bột vô. Đập tháp những chỗ này nè, cho nó mỏng càng tốt. Đợi bột nó khô xíu là nó dẻo, mình vuốt ok thôi, giữ xếp hai bên, giữ xếp hai bên. Mình bỏ cái màu nu lên. Lấy một cục vừa đủ. Bỏ ngay đây. Bỏ ngay cái lần nữa đó. Cái lần màu hồng đó. Là mình có rồi cái ombre rồi. Nó thiếu xíu nữa. My friend told me to come here. I need tomorrow for vacation if you don't come here. Ok, giờ cục thứ hai. Nó bỏ cái con gà, nổ cái băng con gà luôn á. Bảy lần kia đi cô. Vét hai bên, không chảy vét nha. Bên đây thiếu chút xíu nè, mấy bạn mà thiếu, mấy anh chị mà thiếu lấy chút xíu, đợi nó bỏ vô, đợi nó chút xíu, không bao giờ nhú. À, chiếu mà vừa bỏ vô vút liền là nó đi luôn. Rồi bỏ xíu ly thôi, ngay cái điểm này. Lấy mình vũ nó đừng có bay. Ok. Bây giờ đủ xếp. Cò kỹ xíu này. Đặt cho. Rồi trước khi vũa xếp lật tay người ta lại coi con ngón nào méo. Ngón nào méo thì vũa nó trước nha.
Như ngón này hơi méo xíu, mình đổ ngón này trước. Đặt đổ ở dưới rồi. Đứng thẳng lên. Ôm cái móng vô. Đẩy da người ta ra. Ở dưới nè. Thẳng vũ lên. Ôm cái móng lên. Khách nó thích mà cái mẫu cái móng kiểu square skinny nhiều, chứ không còn thích mà có phần như là xưa nó mấy chỗ này nè, mình ăn gian mình để cái dũa, mình dũa lên được đó. Đó. Thấy chưa, nó thon gọn hai bên. Cái vũa từ dưới vũa lên, thẳng cái vũa, ôm vô. Này cũng vậy, từ vũa từ dưới vũa lên, thẳng cái vũa, đứng cái vũa lên, rồi ôm vô. Hai bên này mà u u, mình lấy cái này mình vũa luôn, nghe vô. Trước khi vũa cũng vậy, lật cái tay ra lại coi cái móng nào mà méo nhất thì mình sửa cái ngón đó trước. Như cái ngón này nè, bên đây hơi bị dư nè, vũa cái ngón này trước. Còn mấy cái món kia mà thấy nó đều rồi thì mỗi bên mình chỉ vũa lại xíu thôi, chứ mình chị không nhìn cắm đầu cắm cổ vô mình cứ tưởng là mình đập nó đều rồi,
thì mình vũ là hồi nó bị méo rồi, nó càng sửa là càng sửa là càng sai, càng sửa là càng méo luôn. Đẩy da lên nhẹ thôi nha, giờ lòn cái vũa dưới, vũa dưới xong thẳng cái vũa lên, ôm cái móng vô, thẳng cái vũa lên, ôm cái móng vô. Đẩy hai bên hông lên, chỉ tự dưới đi lên nha, thẳng cái vũ, ôm cái vũ vô, ôm cái móng cho nó tạo được hơi. Rồi xây cái tay ra lại đó, để như vậy nè, nhìn coi cái món nào dài ngắn như sao, đũa cho nó xếp nó chuẩn rồi, chỉnh lại. Chẳng nhìn luôn cái ngón cái nha. Ok, giờ nhìn so hai móng hai bên. Sau hai bên thấy con này bự hơn xíu nè, đũa nó vô. Đó, chuẩn, mình thoải mái. Ok, thoải mái thì đẩy da người ta lên từ phải qua trái, lướt nhẹ thôi nha, lướt nhẹ thôi nha, đừng có đè cái tay, đừng có đè mạnh quá, lướt thôi,
đó, critical đó, thì là theo nó tròn như vậy á là chạy đúng hết rồi. Vàng ra lên từ phải qua trái lấy cái móng này kéo da người ta xuống. Đó là lý do tại sao mình để cái móng này. Cuticle thì vũa cho nó nằm nằm sát xuống xíu thì nó nhìn nó đẹp hơn. Như cái đầu móng nè, đầu móng mình chỉ không cần dày quá đâu. Đẩy ra người ta lên nè. Da lên đi từ bên phải nhẹ hơn lướt qua thế là lướt nha, đừng có dùng sức đè nó. Cái đẩy da lên từ phải qua trái đi lướt cái thòi lướt cái tay này nhìn nó đè mạnh nữa. Thấy không nhẹ nhàng. Nước lướt cái tay mình thôi. Mấy cái móng tay nè kéo với da người ta qua đi nhẹ vô đó. Đây cũng vậy. Đẩy lấy ngón tay đẩy da người ta nha. Lướt rồi nha, lướt lướt rồi. Thì cầu nó nằm sát xíu thì nó sẽ đẹp hơn. Nè, cái ngón tay đẩy da người ta lên. Đi bên từ bên phải đi qua. Lướt cái tay rồi đừng có đè mạnh. Từ bên phải đi qua. Lướt thôi. Mà đè mạnh quá dễ lấy máu lắm nha.
Lấy cái tay đẩy da người ta ra, giờ đi lướt nhẹ thôi. Một lần chưa sạch thì mình đi hai lần chưa sạch thì đi ba lần, chứ không có mạnh tay mà đi một lần là cái đó dễ dễ chảy máu. Cái này là kinh nghiệm của em, tay em hồi xưa em làm cũng lấy máu rồi. Em mới vô nghề lấy máu rồi. Đẩy da ra lên, lướt nhẹ thôi, lướt nhẹ thôi. Đi vô cái đầu bóng mỏng rồi. Ngón cuối cùng từ phải qua trái, lướt nhẹ, lướt nhẹ. One more time. Bắt đầu mình clean ở dưới cái móng này. Đốt vào hai bên hông nè. Cái khách nó về luôn, bên dưới mà còn dính dính là nó khó chịu lắm. Nhìn nó ngứa mắt của nó. Bây giờ mình dán hộp hộp lên nữa là xong. Đính hộp, đính hộp, đính hộp sẽ cho last long. Hộp em xài là hộp dỏm thôi chứ không phải là hộp mà đá thiệt nha.
đó thiệt mắc lắm. Giá thiệt là thường làm cho mấy master rồi người ta làm đá thiệt. Đá thiệt anh chị tính nó lá sơn, nó không có bị bay cái hộp ra khỏi cái chân hộp. Còn cái này đá dởm thì mình chịu khó mình làm kỹ kỹ xíu thì nó cũng lát thôi. Không okay, ready? Mm-hmm. Yeah, have a seat, please. 5-10 minutes. 5 minutes. Can I see you again? The picture. The picture. Huh? The picture? Oh. Cái này là cái gel đính đá của ai chưa? Em mua trong cái chip này là em cắt cho em đổ ở đây. Rồi cái xài những cái hũ nó dễ xài hơn. Ok. Nó muốn đính vào cái ngón giữa này. Chét một lớp mỏng cho nó đều nha. Cọ với nó dơ. Gấp nó nha, mấy cái hộp đen. Ok, giờ mình làm ở giữa mình. Tại mình đính hộp cái design của mình ở giữa nó nhiều á. Mấy cái hộp bự cho nên mình gãi thêm lần ở giữa. Ok, đó, như vậy. Mình bỏ hộp lên. Lên YouTube đó. Chắc quay đâu không biết nữa. Anh họ mới làm cái đó mới có 3 tháng. Mấy cái này chơi gấp hình nha. Anh Dũng đang ngồi ở thứ tư chưa vậy?
Làm gì sao vẫn là phải chút chưa tiểu đồ uống lên mà hả? Phải chút chưa bẩn luôn. Mũi thứ tư kìa. Gì đó chứ thế. Ok, bắt đầu bạn. Chết rồi hả? Được lại không? Yeah. Ok. Rồi, bên đây cũng vậy. Nó quên đó. Nè cũng hay quên đó, nên nguy hiểm quá, thôi thật từ một miếng mỏng. Đó thằng Mạnh Quỳnh á, nó nói trên YouTube á, nó chích là này bây giờ nó học bài nhạc em dùng rất là khó đối với nhỏ. Nó không có nhớ hai bên hông. Rồi lấy thêm miếng treo. Đi cái lằn ở giữa nha. Ok. Bỏ cái hộp. Cái phone thôi là. Ok, bây giờ mình viền lại cái chân móng này nha. Cái chân của hơi cái hộp. ATM, shiny top cut. Lấy miếng bỏ ra ngoài nè. Lấy cây cọ nhỏ vậy nè. Okay. Viền cái chân móng. Ở cái hộp này không phải hộp thiệt, mình phải làm kỹ xíu. Lấy cục keo bỏ vô mấy cái chân nữa. Đi viền cái chân. Nhớ là viền cái chân thôi nha, thì đừng có sơn, đừng có cho đè lên cái mặt của cái hộp, nó không có chiếu nữa.
mất cái độ chiếu của cái hộp đi. Lấy một cục. Ngay đây nè, ngay dướng tóc người ta nè, cho xíu vô. Ok. Anh đọc lại. Vậy thì nó không thể nào mà nó xúc được. Nếu anh chị không có viền cái chân móng đó, thì nó dễ xúc lắm, trừ khi là cái hộp thiệt á. Ta xài cái loại đá gì mà kêu Savaki và khô gì đó. Thì kêu em đọc cái từ đó em cũng cong cái lưỡi em luôn. Cái này giúp cục đi từ dưới đi lên nha. Nếu mình đi từ trên đi xuống nó sẽ bị chảy, bị tràn nha. Từ lưa đi từ dưới đi lên thì nó đỡ tràn. Đưa vô mấy cái khe đó, đưa treo vô. Ok, vuốt hai bên hông. Anh chào bạn. Đó, xong cái phần viền đá rồi. Nó có sơn móng lên thôi. Sai gì khó. Bỗng quá chiếu luôn phải không? Mấy cái móng clear, mẫu clear này anh chị nên sơn ở dưới luôn nha, thì nó sẽ nhìn nó sẽ trong hơn, nó trong hơn, nó đẹp hơn, nó sáng hơn. Mấy mẫu nào mà clear tip cái đầu móng này, sơn luôn ở dưới nhìn nó. Vuốt lại hai bên, giữ cái xếp, giữ cái xếp, vuốt nhẹ nhẹ thôi nha, đừng vuốt mạnh. Ok, careful. Rồi bên đây cũng vậy luôn. Clear này rất là bóng, rất là chiếu luôn. Sơn dưới móng nữa nè, nhìn nó trong hơn, nó đẹp hơn, nó sáng hơn. Sơn ở dưới nữa nha. Ok. Đó. Đây là bộ nail thành phẩm của em. Anh chị chụp hình thì anh chị bỏ dầu lên đây chấp hành thôi. Thank you.